Được, cứ đi. Hằng là một người con gái thông minh nên là cái cách sắp xếp trò chơi đu dây với Hằng, Hằng tự chủ động bảo vệ mình cách đi để làm sao cho nhanh và khéo léo. Thì mình đánh giá Hằng là một người thông minh và rất là khéo léo. Anh là quen lên trước nè. Sáng nay, các thành viên sẽ có một chuyến du ngoạn trên dòng sông Hậu Giang, khởi hành từ bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Như mọi khi, Trung vẫn luôn quan tâm chăm sóc Nhu. Chỉ khác là hôm nay dường như Nhu đã thoải mái với anh chàng hơn trước. Đông và Trâm cũng như hình với bóng suốt chuyến đi này. Bắc Trung Nam thì mình đi hết rồi, riêng miền Tây thì mình chưa cảm nhận. Và thậm chí là cái cảm nhận quan trọng nhất là đi chung với người mà mình rất, cái cảm giác nó rất là khác. Và nó vẫn xoay quanh một cái câu chuyện về người đó rất là nhiều, mà mình vẫn đang khai thác nhiều hơn để có thể đưa đến quyết định chính xác hơn. Địa điểm chính của chuyến du ngoạn này là chợ nổi Cái Răng. Chợ nổi là một nét đặc trưng của miền Tây sông nước, chuyên mua bán nông sản, các loại trái cây, hàng hóa, thực phẩm, ăn uống ở ngay trên những chiếc ghe, chiếc thuyền. Thời điểm các bạn đến đã qua giờ họp chợ, thế nhưng thuyền ghe buôn bán vẫn còn khá nhiều. Ghe lớn thì bán sỉ, còn thuyền nhỏ thì bán lẻ. Từng chiếc thuyền nhỏ với từng loại hàng hóa khác nhau tiếp cận thuyền du khách mời chào, tạo nên một không khí nhộn nhịp đặc trưng của chợ nổi miền Tây. Xoài cá hồng thì bên này, ai bán nhãn thì bên này. Hai cái bông đứng trăm rồi. Hai cà phê số lạnh kêu luôn chị, 10.000 đi chị. Cố gắng nhìn nước bên đây. Cà phê đồ lạnh nhìn nước bên đây. Nước không nhớ anh. Cảm xúc rất là lạ và rất là thú vị, tại vì lần đầu tiên mình chứng kiến việc mua bán hàng hóa diễn ra ở trên chợ, và cái cách nói chuyện của những người bán hàng rất là dân dã và họ không hề làm phiền khách hàng, và mình rất là ấn tượng về cái sự bán hàng đó và cái không khí của chuyến đi đó, cũng như là không khí ở trên chợ nổi đó rất là vui, mình cảm thấy rất ấn tượng. Và các thành viên còn được trải nghiệm cảm giác ăn sáng trên bè. Cá má giờ thôi, má đâu có điện rồi. Chuẩn. Chuẩn. Chuẩn hả? Dễ thương. Anh kêu em rồi đó. Anh chuẩn. Anh chuẩn. Anh chuẩn có cần chụp hình không? Hôn nhau có một cái mà giờ thay đổi cách gọi luôn. Anh này hồi cố gắng nha. Anh sẽ chịu đựng được. Rồi vô đi. Anh thở vậy. Nhiều. Ôi trời, không biết là phải nhìn đi đâu luôn. Làm dây á, vô đi anh. Vô đi chứ không là đổi. Người dưới này sống xếp cặp đôi này không. Tiệt luôn á, nó mới đầu. Một. Trời ơi, được chưa? Lấy cái khăn ra đâu bạn? Gọi là tiệc si lại tình đó.
Lần đầu đến với cảnh sông nước, các cô gái không quên chụp lại những bức hình kỷ niệm. Còn riêng với Đạt, đây như là một chuyến trở về quê nhà. Thấy mấy người này kiểu giống bóng dáng của ngoại bà ngoại em xưa. Có à? Ừ, đó, ngoại bà ngoại em đi mua mấy game mà lớn nè. Hay là em dám mà chỉ đi 8 năm trời mà lên mà đây về xây được nhà. Ngoại anh đi, ngoại anh đi là đi luôn 8 năm luôn, là đi sinh sống 8 năm trước. Buôn có tiền chợ. Cái quê mà khó khăn lắm. Em ở nhà lại không làm gì ra tiền, ngoài mà nướng, không làm gì ra tiền. Nói mà nếu ông ngoại ngoại kể, nếu mà không đi được 8 năm đó tới giờ vẫn không có nhà. Đi buôn đi bán từ mấy ghe nhỏ này lên mấy ghe lớn. Cực. Ăn ngủ sống ở trên ghe đó. Bây giờ nhìn giờ thấy mấy người này đi buôn đi bán thấy không biết được một phần nào đó hồi xưa ông bà mình sao. Kiểu như mình là người miền Tây mà khi mà trở về sông nước thì mình rất là vui. Mà đặc biệt lần này trở về với tất cả mọi người ở trong lớp hao thì lại là một niềm rất là vui hơn nữa. Nó rồi được thưởng thức những cái món ăn, mua những cái lồ quả trái cây với miền Tây thì mình cảm giác như là mọi người cũng thích, rất là thích miền Tây. Rất là thích cái sự giản dị mộc mạc với miền Tây. Cũng như cái chân chất thật thà của người miền Tây thì mình thấy rất là vui khi mà được mọi người chào đón khi mà về miền Tây. Chiếc áo bà ba trên bờ sông thấm thẳm, thập thoáng con thuyền bè mình, non lá đội nghiêng tóc dài em khẽ ngỡ. Hậu Giang ơi, em vẫn đợi người đợi, đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần. Về Sóc Trăng hôm nay nghe điệu Long Thôn, đàn em trao nghiêng xôn xao mùa lúa về. Về bến Ninh Kiều thấy đời người yêu. Okay. Hả? Nhảy qua. Nhảy qua. Em cứ bước qua như bình thường thôi. Mà sợ. Chân muốn tới gần cổ của anh mà em cứ chắc chắn nhảy quá. Em biết cũng đau hai lần. Sáng nay Đạt như cá gặp nước, bạo dạng hơn hẳn ngày thường. Long Long muốn cầu ai? Em cầu áo. Không. Thử trước vô coi nè. Gì mình rồi đó, một đứa lên. Bây giờ ông ai làm hả vậy? Thôi đi anh, đi anh. Anh chung trước đi. Anh kể mà. Sao tự nhiên bắt đầu chưa? Kể chứ nè. Cái cuộc sống này bởi vậy, hai người để hai người sôi động chung cặp. Xoay vòng anh, xoay vòng, xoay vòng. Xây vòng hả? Ừ, xây vòng. Em nghĩ anh có sức để xây không em? Điểm cuối cùng trong chuyến đi hôm nay là khu du lịch sinh thái Lung Tràm. Các thành viên sẽ được mặc áo bà ba, tham quan vườn cây ăn trái với đủ loại trái cây đặc trưng miền Tây, treo xuồng và chơi trò vượt sông trên dây. Nè, cho nó nè, cho nó nè, cho nó nè. Con đứa, con đứa. Em bắt được rồi. Em bắt được rồi. Ok ok, đứng lên đứng lên đứng lên đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Ok. Good. Rồi, lên 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 ngồi ngồi lên ngồi lên ngồi lên đúng rồi. Ngồi lên. Rồi đúng rồi, hay quá, giỏi giỏi quá. Ngồi lên, ngồi lên. Rồi đó. Rồi hay quá, vỗ tay bạn ơi. Rồi được, tôi đi.
Yeah. Thằng là một người con gái thông minh nên là cái cách sắp xếp trò chơi đu dây với Hằng, Hằng tự chủ động bảo vệ mình cách đi để làm sao cho nhanh và khéo léo. Thì mình đánh giá Hằng là một người thông minh và rất là khéo léo. Anh là quen ra trước mà. Những cái cặp tiếp theo á, mình thấy mọi người đi qua một cách dễ dàng như là có kỹ năng trước vậy á. Nhưng mà mọi người lại không có chia sẻ cho mình và anh Long ấy. Mình lúc mà thấy mọi người đi qua dễ dàng như vậy, mình với anh Long có hơi một chút, hơi là tức một chút á. Trời ơi, nghĩ đến tức thiệt á anh. Không rồi em ơi, không được đâu. Bỏ nét tôi nghe lại có không vậy? Tuy hay bày trò chọc phá các bạn, nhưng đến lượt Trâm đi qua dây thì Long lại hết mình trợ giúp. Long đâu rồi, làm gì? Dạ, em thử độ sâu. Ở dưới này sâu lắm á nha. Ở dưới đó sâu lắm á, bán qua trên cái khu này đi. Không chỉ có Long, Trâm còn có một vệ sĩ khác cũng rất tận tâm. Cố lên, cố lên. Trâm bước giữa, đúng rồi. Thật sự là cái thể lực của Trâm nó không có được tốt như mọi người á. Anh là lúc đó thì Trâm chủ động là Trâm nhảy xuống nước luôn. Anh Long là người đỡ Trâm, đỡ Trâm vào bờ. Có bơi luôn hả? Khi mà gần tới được cái bờ thì cũng có người ở trên giúp đỡ Trâm, là kéo Trâm lên trên bờ. Cảm ơn hai người. Tuy hai anh chàng hỗ trợ Trâm khá tốt, nhưng thực tế cho thấy không nên để Long Đông lên chung một thuyền. Một buổi sáng vui chơi thỏa thích đã khiến cho bữa ăn trưa hôm ấy thật rộn ràng. Thì anh hy vọng là sau chương trình này á, có kiểu lâu lâu có một cuộc gặp như vậy. Có, tụi mình sẽ tạo không khí làm được mà. Đúng rồi, bảo vệ chương trình này tôi gặp làm gì nữa. Đúng rồi, nãy em mới nói luôn, anh có ghi nhận. Em giỡn thôi. Em giỡn thôi, em đừng giỡn. Đừng có để ý mấy câu đó. Mình đi gặp thôi, không phải gọi Nhu. Đó. Đừng có chọc em. Được rồi. Anh ơi, cái đồ tay này mà sáng một cái là chết đó. Mày giỡn thôi nghe. Đâu Nhu, mảnh mai mấy em nói gì vậy? Mảnh mai á. Mảnh mai đồi vang. Thì ăn cơm mà cũng yên. Nhanh thiệt á. Anh nè thiệt á. Nghiện tị lắm nha. Rồi, mưa vậy là mưa cho hết nước chưa? Để hồi chưa hết nước. Ngâm phiền. Cười kìa. Gì vậy? Gì vậy? Ai vừa? Nhìn đệ. Anh đệ kêu mua cho hết nước. Ê, tỉnh lắm. Mà Nhu bà mê ông Đạt lắm. Nhu mê. Nhìn mặt thôi cũng mắc cười nữa. Vậy em nghe thấy anh Quân nếu mà vậy em sợ tình cảm của mình. chưa gì drama rồi đó. Thích thì còn nhích thôi, anh còn làm gì đâu nhở? À là anh Jun đang thích Nhu không? Là Nhu đang phải anh Đạt. Anh Đạt thì đang theo đuổi anh Jun. Tình yêu tạm giác. Good. Bầu không khí vui tươi ấy đã kéo dài mãi cho đến khi tất cả lên xe về lại nhà chung. Và trên chuyến xe trở về náo nhiệt ấy, đã có một câu chuyện âm thầm diễn ra ở băng cuối xe. Anh cảm thấy gì? Cảm thấy như thế nào? Em như vậy thật mà. Em để vậy thiệt, nhưng mà kiểu như là em sẽ kịp lời, em để cho bên con trai nói trước, xem nói như thế nào, có nói chuyện liên tục
anh thất vọng không? Hả? Anh có kiểu thất vọng không? Có. Có hả? Thì trên chuyến xe từ Lung Tâm trở về nhà thì mình và Nhu cũng trao đổi với nhau về mấy khía cạnh về cuộc sống và công việc. Thì Nhu cũng chia sẻ là hôm ở phố đi bộ tại sao Nhu lại im lặng như vậy và khiến người con trai cảm giác là chán và hụt hẫng. Thì mình không nghĩ là Nhu lại nhớ lại và hỏi mình về câu chuyện đó, khá là thú vị. Thì mình cảm nhận về Nhu thì càng ngày càng thân thiết và hai người thì dễ nói chuyện với nhau và chia sẻ với nhau được nhiều thứ hơn, nên là cảm giác ở bên cạnh Nhu thì sẽ không nhàm chán như những ngày đầu nữa. Nãy em bị mùi cắn nhiều không? Anh chưa nói nhiều lắm anh ơi. Cái gì nói nhiều lắm Trâm? Anh hỏi về mũi chích nhiều không? Em hỏi em kêu là nhiều lắm á. Ghê thật, nó nghe được cũng sợ chứ. Tôi mì hết. Nói cái làng muốn nghe đây mà. Trải qua một chuyến đi chơi hết mình, các thành viên đã dành cả buổi chiều để nghỉ ngơi. Nhưng trong buổi chiều mưa hôm ấy, lại có một chàng trai mãi ngồi suy tư. Mình cũng có hỏi, cảm giác của em giờ sao thấy cái vẻ mặt Trâm cũng rất là rối. Thì Trâm mà nói Trâm rối thiệt. Thì Tâm đang bị rối cái cảm xúc người này người nọ. Đối với Trâm đang bị rối. Thì Trâm không phân biệt được thật giả kiểu vậy. Em bây giờ em rất là bối rối ha. Thì Trâm có chia sẻ là Trâm đang cũng như là đang đối với tình cảm đối với anh Đông thì Trâm cũng đang rất là hy vọng, nhưng mà cũng đang là rất là rối với anh Đông. Mình có hẹn với Trâm chiều tối khuya nay quay về thì mình có hợp lại. Thì Trâm, em có những cái chia sẻ, những cái rối ren gì em cứ nói với anh. Hello anh. Hey. Hello. Anh thấy nếu mà em đến với anh Đông á, tìm hiểu nhau thì thời gian đầu nó cũng khó nha. Lý do? Lý do là tại vì anh Đông, anh thấy anh Đông công việc cũng nhiều lắm. Ừ. Có thể là thời gian cái lúc đầu mà khi hai người quen nhau á, thì có thể là thời gian dành cho em cũng không có được nhiều cho lắm. Khi nếu mà em có thể quen được với anh Đông sau chương trình này thì anh nghĩ là thời gian đầu cũng sẽ hơi khó. Thời này em nhớ là em chịu, em phải cố gắng thời gian này, còn không thì nó cũng sẽ nhanh lắm. Cùng lúc ấy, ở một góc khác cũng đang có một cuộc hẹn. Lúc đầu anh đã công nhận em là cuộc vì tình yêu mà. Thiệt á. Nói chung là anh rất là chu đáo nè, rất là tinh tế rồi, giỏi giang rồi. Nhưng mà anh hơi bị thiếu thời gian thôi. Nếu như mà trong cuộc sống á, anh có thể dành thêm được nhiều thời gian thì càng tốt. Còn nếu không thì những khoảng thời gian trống đó anh hãy sử dụng tối đa để bên cạnh người mình thương. Có nghĩa là em đang chạy anh nè, dành thời gian cho người yêu nè. Và cái mình lắng nghe người yêu để làm sao hai người thay đổi phù hợp với nhau. Tại vốn dĩ sinh ra là không ai mà hợp với ai hết. Đúng rồi, đó là cái nợ đấy. Ban đầu á, ô em về chung á, ngày đầu tiên luôn, thì em đặt nặng cái vấn đề là cặp đôi bí ẩn. Cho nên là em xác định và em quan sát, theo quan sát của em nha, thì em nghĩ đó là anh Đông. Đến tối ngày hôm qua, khi mà bác cặp ăn cơm á, ăn cơm ngồi ăn cơm chung á, thì em cảm thấy anh Đông với chị nhà chị Nhu á, hai người có cái gì đó nó rất là kiểu, nó rất là thoải mái. Em nghĩ đầu chắc là cặp đôi bí ẩn với chị Nhu. Và nếu mà cuối chương trình mà thật sự nó đúng như cái đà nam cặp đôi bí ẩn á, thì thật sự là cũng hơi hụt hẫng, cũng hơi hoảng buồn. Anh mạnh dạn với Trâm lên. Thì ngày hôm nay nếu như anh gặp được Trâm á, thì anh cứ cho cô bé một dấu hiệu mạnh hơn là
ví dụ như ngày mai anh muốn tỏ tình với Trâm đúng không, thì anh nói là chắc chắn ngày mai anh tỏ tình em. Anh cứ nói thẳng như vậy để cho bé Trâm yên tâm, tại vì mấy ngày qua em thấy hối rối lắm, cứ sợ anh là cặp đôi với ẩn. Có thấy vậy tối nay anh phải, nếu mà anh được gặp Trâm á thì anh phải làm cho người ta yên tâm nha, làm cho người ta có rất nhiều lòng tin nha. Có rồi, không biết là hiệu ứng nó có hiệu quả không, nhưng mà thì chắc là chưa đủ, theo em là chưa đủ, chưa tại đủ vì em tiếp xúc thì em biết theo em là chưa đủ, tại vì sợ anh là cặp đôi với ẩn á, sợ phải đặt nhầm, ý là đặt trái tim nhầm chỗ thì tổn thương nhiều. Cảm thấy tự nhiên sau tối nay tụi hai hàng rất kiệt cười reo nó có mình cười ngọt theo bé. Em cần anh cho em một lời khuyên là những gì em đang làm và em đang cảm nhận là đúng, em chỉ còn vậy thôi. Mỗi người mà anh Đông tiếp xúc đều rất là chu đáo. Mà cái chú trọng của anh Đông hồi sáng ngày anh thấy là có đó với em. Cái lúc mà anh để ý nha, anh Đông rất quan sát cái cử chỉ của từng người đối với em, là từng người nam. Sáng nay là Long cũng có những cử chỉ đối với em nè, anh thấy vẻ mặt của anh Đông là cũng là thấy được rồi đó, cũng muốn làm. Nhưng mà Long cái tính nó cũng hay chủ động này nọ đó, nhanh nhẹn, không có tới cái họ của mình, thì anh thấy được cái vẻ mặt đó của anh Đông. Còn gì nữa không? Nói chung là anh cũng cảm nhận được là anh Đông có một cái gì đó dành cho em đúng không? Đúng rồi, cảm nhận được. Nãy giờ em khỏe rồi đúng không? Cũng chưa hẳn. Anh Đạt là một người anh có thể cho Trâm những cái lời khuyên. Trâm đây Trâm rất là cần á. Trâm giải tỏa được một phần. Nhưng mà để mà nói là Trâm hoàn toàn ấy, thì hay là kiểu như là toàn tâm, toàn ý á, thì chưa hẳn. Trâm vẫn cứ hơi nó cũng còn hơi nửa vời á. Sau cuộc hẹn với Đạt, Trâm vẫn chưa giải tỏa được khúc mắc trong lòng. Trong bữa ăn tối, Trâm vẫn luôn trầm tư. Và Đạt dường như đã nhìn ra được điều ấy. Sau bữa ăn tối, các thành viên cùng chơi trò lời nhắn gửi. Mỗi người sẽ nói lời mình muốn gửi gắm đến một thành viên giấu tên, và người bắt đầu chính là Đạt. Nói chung là anh cũng có hẹn với em nhiều lần. Thì anh cũng biết được những cái rối ren, những cái bối rối trong lòng của em. Thì anh cũng biết được cái sự lựa chọn của em ở trong chương trình này. Nhưng mà anh muốn nhắn gửi cho em là anh thấy em là kiểu như xứng đáng để có được một người khi mà rời khỏi chương trình này. Em tâm sự với anh. Em tâm sự với anh, nhưng mà những cái hồi nãy em tâm sự với anh á, em nói tới cuối cùng luôn là nãy anh chưa trả lời em. Bây giờ anh khẳng định điều đó là đúng. Thì em đã biết rồi đó. Thì bây giờ em có thể tự tin, mà em có thể mạnh dạn để mà mình thực hiện tốt, thực hiện tiếp cái bước tiếp theo của em. Đó đi nghe. Cái tâm thư mà anh Đạt muốn gửi cho cái người bí mật đầu tiên á, thật ra cái người đó là Trâm. Trâm chắc chắn bây giờ là Trâm luôn, tại vì chiều đó Trâm và anh Đạt có nói chuyện với nhau rồi. Cho nên là anh Đạt nói thì Trâm hiểu ngay là anh Đạt đang muốn nói Trâm. Thiệt ra nha Đạt. Em không cần anh phải xác minh cho em là anh là cái gì hay không chăng nữa. Nhưng mà em chỉ cần hỏi ý kiến của anh thôi. Nếu như mà anh hôm qua anh có nói với em là anh sẽ như một đứa con gái đúng không? Thì nếu mà anh thật sự muốn tốt cho em á, anh chỉ cần khuyên em là em nên làm hay không nên làm thôi. Vậy thôi. Còn cái việc mà anh có phải là người đặc biệt trong cái chương trình hay không á, thì tính sau. Thì mình đã nhấn mạnh là em đã suy nghĩ đúng. Không biết em nghĩ là Trâm sẽ hiểu cái câu trả lời đó của em, là
Trâm đã suy nghĩ đúng về anh. Là em muốn nhắn gửi là Trâm là em là người dạy dạy. Trâm có thể an tâm không nghĩ về anh Đông là một cặp đôi bí ẩn, để mà Trâm có thể tiến tới với anh Đông chẳng hạn, tìm hiểu nhiều hơn với anh Đông mà không phải lo lắng về Đông nhiều hơn. Và điều này nó khẳng định một điều là anh Đạt đang chắc chắn với Trâm. Trả lời câu hỏi của Trâm là anh Đạt là một đôi bí ẩn. Em nhắn nhủ vậy thôi. Giỡn thiệt em. Kể từ lúc nói câu đó thì nói chung là mình đã cảm nhận được mình là người thất bại. Nhưng mà mình thấy vui, mình thấy hạnh phúc, mình thấy mình được thoải mái với cái thất bại của mình. Mình cảm nhận được cái thất bại của mình có thể đem tới được hạnh phúc cho người khác thì mình sẽ thất bại.